Ok, chào các bạn đã đến với kênh Phan nha mọi người. Hôm nay đây là video tiếp theo của tôi. Thì đơn giản thôi, cái này tôi sẽ giải thích cho các bạn. Thứ nhất là tôi có một cái xe ấy. Cái xe nó sẽ gắn vào cái trọng tâm nè. Đây, cái trọng tâm đó. Thì trên cái xe này á, thì nó sẽ có một cái tinh lửa đẩy. Đây, tinh lửa đẩy mà tôi tự chơi nha. Đó, khi mà đốt tinh lửa này nó sẽ đẩy, nó sẽ quay như nè, quay vòng tròn đó. Đây, nó quay vòng tròn như nè. Đây, nó sẽ đụng bong bóng, nó sẽ nổ thôi, đơn giản vậy đó. Đó, ok, không có gì đặc biệt cả, thì nó cũng như là cái compa vậy thôi mọi người ạ. À, ok, đây là một sáng chế của tôi thôi. Đấy, có tất cả là 6 cái bong bóng nha. Đây, đây chiếc xe đây. Đây, kia là trọng tâm đó. Đây, đây chiếc xe. Ok, rồi, ai mà yêu thích kênh tôi thì hãy like và subscribe để đăng ký nha mọi người, ủng hộ nha. Ok, chào các bạn nha. Thì đây là lần thứ ba rồi, tại vì hai lần trước là nó không thể nó đẩy nổi vì tôi, cho nên tôi đã thay rồi, tôi đã thay thêm một cái rocket nữa, là hai cái rocket đấy. Và tôi cũng đã thay luôn cái cây này, cái kia nó to và nặng quá. Ok, rồi hai cây que nhan này thì không có gì đâu, nó sẽ đụng với bong bóng này đó, nó nổ thôi. Ok, về bong bóng á thì tôi cũng đã thay luôn rồi, toàn bộ đều đã màu đỏ hết. Ok, thì hai lần trước đã thất bại rồi, thì lần này tôi cũng đã cố gắng rồi, hạn chế cháu mà không bền lâu được, tôi cũng không biết chắc nữa. Ok, rồi thì đây là lần cuối cùng nha mọi người, tôi cũng đã cố gắng lắm rồi, không thể nào mà tiếp tục hơn nữa, không thành công thì thôi nha. Đấy, ok, hãy ủng hộ tôi nha mọi người, tôi mong rằng lần này là lần thành công, nhưng không thành công hay không thành công gì nữa thì cũng nghĩ thôi. Rồi, ok. Quá tuyệt vời anh em ạ, quá tuyệt vời. Đấy.
chưa, anh em thấy chưa, quá tuyệt vời, rất thành công, thành công mỹ mãn luôn. Rồi ok, clip đến đây kết thúc nha. Hãy ủng hộ kênh tôi nha mọi người.